Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Thị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Minh và nhóm của anh Kiệt đến quay cưa mé 7 cây sao. Ở trước mắt mình là những cây sao rất là to và cao nha. Thì những cây sao này nằm giáp ranh trong không gian hạn hẹp. Bên dưới có những cái bụi tre và ở đây thì trồng mận An Phước. Trước mặt mình là có trồng sầu riêng. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nhóm sẽ leo lên cưa mé những cây sao này như thế nào nha. Thì tổng cộng nhóm có 5 thợ cưa cả nhà. Vậy. Những cây này thì nó sát kệ nhau. Hay giáp ranh. Như đấy mình cũng đã giới thiệu rồi đó. Mấy cây sau này là tự mọc không? Dạ, mấy cây sau này ông độ khoảng bao nhiêu tuổi rồi ông? Ngày hả? Thì tính từ giải phóng bây giờ bao nhiêu năm? À, từ giải phóng giờ khoảng 50 năm ạ. À. Còn mấy cây mà trước giải phóng thì đốn rồi, đốn mấy dạ. Cây rồi. Chứ đây là con thấy hình như có những cái ngôi mộ lạng phải không ông? Ừ. Có những ngôi mộ lạng phải không? Ừ. Ngôi mộ, những ngôi mộ này chắc cũng thời xưa hả? Hồi nãy anh Kiệt cũng có đốt thuốc để sinh. Rồi, trước mắt mình là hai cây sao cũng rất là cao và to nè. À, nhà thấy nè. À, anh Lý sẽ là người leo lên cưa nha. Thì anh Lý cũng là thợ cưa lâu năm rồi nhưng mà mình lần đầu tiên quay anh Lý luôn. Lên chơi nữa cả nhà. Thì cái nhánh bên dưới anh Lý cũng đã cưa rồi. Thôi bên đây thì anh Sang với em chứ cũng chuẩn bị leo lên cả nhà. Cái gì cơ? Trời ơi. Cái gì vậy? Dạ
dướng cái bụng buông không xuống. Anh Sang leo lên cái cây cây này, cây ở cây dâm bầu. Biết đó nhiều cây miền Tây mình, nhiều cây mình không có nhớ cả nhà, thông cảm nha. Đó. Trời ơi, bữa nay anh Kiệt leo lên luôn cả nhà. Leo qua bển. Ôi, leo qua bên ganh bển chứ ổng mà leo cái gì. Không có dây này sao qua được. Nè mà mở dây tao dặn nó là ở đây luôn á. Em Chí sẽ leo cây kế bên này nha. Một chút mình đứng hơi xa để quay các anh cưa. Thank you.
Tỉa ra nhỏ hết để dọn dẹp cho nhà.
lên nữa thôi. Mấy nhân được không? Không, đang nhìn nhóm qua anh Kiệt cưa ha. Sang leo lên cao chút để cưa những cái nhánh theo yêu cầu phải không? Cái nhánh này nhìn ơi. Theo cầu của cái động dây 15 mét này không chỉ nhẹ.
anh cha lấy cái kéo cái máy cưa lên à. Tiếp tục cưa cái sao rồi, thế rồi. Cái dừa kế bên cái dừa này cũng nhiều nhánh chí ông ngoài đã kéo mấy cái dừa Thank you.
đây thì anh biết cũng leo xuống dưới đây. Còn cái đâu? Đây thì anh leo xuống. Em chỉ cưa xong rồi cái nhà con phần đọt này để cho nó thở nha, nuôi sao này. Dây 20 của trường á, ở trên còn 5 mét. Thì phía sau của anh sang có 5 mét xong cả nhà. Một hàng sao sẵn tắp luôn. Phải ơi, trời trong xanh này cứ quay đẹp biết nhiêu trời. Quay vừa xong cái ông trời trong xanh nè. Làm ăn thiệt. Nhóm của anh Kiệt và
anh Lý cũng đã hoàn thành xong 7 cây sao cả nhà. Mình cũng xin tạm kết thúc video ta đi. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.